gấp ghềnh, đoàn xe đi trong nắng hoàng hôn. Mùi mịt mờ quyện tung lên theo vó câu giờ. Đoàn nghệ sĩ reo tiếng tâu cùng lời ca dâng ý thơ về nơi nơi ngây ngất say như một giấc mơ. Sài Gòn đã rất nhiều lần đón chào các đoàn nghệ sĩ quốc tế đến thăm và biểu diễn. Những dấu chân của Hồng Tuyết Nữ, Lý Lệ Hoa, Lâm Đại đã ghé thăm Sài Gòn cũng như giao lưu với khán giả. Tuy nhiên, Ngày Điện ảnh Việt Nam kỳ năm được tổ chức vào năm 1973, Sài Gòn đón chào nhiều gương mặt ngôi sao điện ảnh nhất. Trước khi diễn ra Ngày Điện ảnh Việt Nam, Trung tâm Quốc gia Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thông tin và các cơ quan đại sứ ngoại giao đã gửi thư mời đi các nước. Và theo thư phúc đáp, có 11 đoàn điện ảnh cùng nhiều nhân vật nổi tiếng cá nhân quốc tế sẽ đến Sài Gòn tham gia Ngày Điện ảnh Việt Nam. Đài Loan đã cử một phái đoàn đông đảo nhất tham dự. Trong số 18 ngôi sao điện ảnh Đài Loan, những gương mặt tạo sự chú ý nhất là Trân Trân, Kha Tuấn Hùng, Văn Giang Long. Lúc này, Trân Trân đang là ngôi sao có phim đạt doanh thu phòng vé cao nhất Á Châu. Có tên trong ban tổ chức tiếp đón những vị khách quốc tế là Kiều Chinh, Kim Cương, Trần Quang, Thẩm Thúy Hằng, cùng nhiều giám đốc hãng phim khác như Lưu Trạch Hưng, Thái Thúc Nha, Bùi Sơn Duân. Từ năm 1969, Ngày Điện ảnh bắt đầu được tổ chức mỗi năm một lần. Người đưa ý tưởng thành hiện thực chính là đạo diễn Đỗ Tiến Đức, giám đốc Nha Điện ảnh. Ngoài những phần nghi lễ là các hội thảo về các vấn đề điện ảnh, những buổi gặp gỡ giao lưu giữa các giới làm phim, những cuộc tham quan phim trường và bàn bạc cơ hội hợp tác quốc tế. Ngày 22 tháng 9 năm 1973, các ngôi sao điện ảnh đến từ 11 quốc gia tại khu vực Đông và Đông Nam châu Á đã có mặt tại Sài Gòn vào hôm thứ Bảy để khai mạc Ngày Điện ảnh Việt Nam kỳ năm. Trong phim là áp phích phim Sống Tình với diễn viên chính là Thẩm Thúy Hằng cùng Quen Tao. Vợ chồng diễn viên Kiều Chinh và Nguyễn Năng Tế bước xuống xe cùng kỳ nữ Kim Cương. Cả ba tiến vào rạp. Trong số các diễn viên tham gia phái đoàn điện ảnh Hồng Kông, chúng ta thấy những gương mặt quen thuộc như Lý Thanh và Tạ Hiền. Đón tiếp các vị khách quốc tế là những tên tuổi diễn viên Việt Nam gạo cội như Trần Quang, Kiều Chinh, Kim Cương, Kim Vui, Thanh Nga. Họ cùng trò chuyện, chụp ảnh lưu niệm cũng như giao lưu với khán giả ái mộ kéo đến chật kín rạp rết của ông bà Ưng Thi. Sự kiện không chỉ thu hút giới truyền thông trong nước, phóng viên của các báo đài quốc tế như Reuters, KBS, NHK, Trung Thị cũng tham gia quay hình và đưa tin. Trong các diễn viên lướt qua màn hình, chúng ta thấy những gương mặt quen thuộc như Trân Trân, Tạ Hiền, Quen Tao, Lý Thanh, Kha Tuấn Hùng, Rum Sri Vilai, Sấm Bạc Metani, Mitsui Horiskoski. Phần giới thiệu từng phái đoàn diễn ra trong tiếng nhạc và trống sôi động. Các diễn viên đại diện cho các phái đoàn bước lên sân khấu gồm Đài Loan, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan. Một trong những hoạt động diễn ra làm cho những diễn viên thích thú đó là được đi tham quan Huế và Quảng Trị. Các diễn viên tập trung tại phi trường Tân Sơn Nhất để lên đường ra miền Trung. Thank you.
Ngoài tham quan, họ còn thưởng thức những món ăn ngon, mua những quà lưu niệm. Đối với họ, đây là chuyến đi ý nghĩa, giúp họ hiểu hơn về con người và đất nước Việt Nam đang bị chiến tranh tàn phá. Các diễn viên Việt Nam như Mộng Tuyền, Băng Châu, Phương Hồng Ngọc, Thùy Liên, Lý Huỳnh thì có những kỷ niệm khó quên trong đời diễn viên của mình. We'll be right back.